Thưa quý vị, hiện nhiều dự án trọng điểm tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được gấp rút triển khai nhằm đảm bảo về đích đúng kế hoạch cam kết. Điều này đòi hỏi hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án cũng phải tăng tốc để đáp ứng yêu cầu của đơn vị thi công. Nhằm đảm bảo cho các hoạt động này diễn ra đúng theo quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng xe quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông, gây hư hỏng các công trình giao thông và giúp hoạt động vận tải cạnh tranh công bằng, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng. Tăng cường kiểm soát vận tải xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập một tổ công tác đặc biệt để phát hiện, xử phạt xe quá tải, xe cơi nới thành thùng trên toàn địa bàn. Được tin báo từ cơ sở, tổ công tác đặc biệt lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại thị xã Phú Mỹ. Dù đã né vào đường nội thị của thị xã Phú Mỹ, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đặc biệt vẫn phát hiện được phương tiện này. Qua kiểm tra, phương tiện cơi nới thành thùng lên khoảng 60-70cm. Xe anh là cơi thùng rồi đúng không? Cơi có chút à. Sao cái này giờ mình có cắt thùng không? Cắt chứ em. Chạy đâu có đủ tiền phạt đâu. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4.110 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, với số tiền phạt khoảng 12,2 tỷ đồng. Riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an phát hiện và xử lý 61 trường hợp vi phạm chở quá tải. Trong đó, có 6 trường hợp cơi nới thành thùng xe, tăng hơn 120% so với tháng trước đó. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, áp dụng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, mật phục, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng. Để kiểm soát vi phạm quá tải, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ chạy ngang địa bàn tỉnh, ngoài việc tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí lực lượng theo dõi hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên tuyến, kịp thời nắm thông tin về hoạt động của các phương tiện chở vật liệu xây dựng, điều động các tổ tuần tra hoặc tổ trực nhanh chóng đến xử lý. Đối với các tuyến, địa bàn giáp ranh, khu vực đầu nguồn hàng hóa, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phân công cụ thể các đơn vị chịu trách nhiệm, tránh trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm kiểm tra và xử lý. Quá trình thực hiện phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm cấm việc can thiệp và nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm.